Đây về 1.600 thì Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giao dịch thực tế xuyên suốt trên thị trường của nhiều năm qua để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá. Đây là lịch sử giao dịch của bản thân tôi trên thị trường, chia sẻ và gửi đến nhà đầu tư. Tài khoản này tôi đã rút ra 161.000 đô trên thị trường. Và bản thân các bạn cần phải nhìn nhận, không có một thầy dạy Forex nào ở bất kỳ một khóa học nào mà chỉ là bắn tín hiệu, đọc lệnh, phân tích về xu hướng, đưa lên giao dịch mà gọi đó là giao dịch thực tế. Giao dịch được thì phải chứng minh được, giao dịch được thì phải có lịch sử giao dịch để kiểm chứng trên thị trường. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá và thấy rõ được các giá trị thực tế này trên thị trường. Cả một quá trình dài của bản thân tôi hay của bất kỳ một nhà đầu tư nào muốn thành công hay không đều cần phải có những chứng minh đầy đủ và có cơ sở để chúng ta kiểm chứng trên thị trường. Có như vậy chúng ta mới biết được rằng người đó có giao dịch được hay không ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Cả một chặng đường dài của bản thân tôi hay của chính bản thân các bạn là những chuỗi giá trị ở trên thị trường mà người đứng ra chia sẻ, họ phải vận dụng, họ phải áp dụng vào trong thực tế trên thị trường. Có như vậy chúng ta mới biết được rằng người đó thật sự có kỹ năng giao dịch hay không. Bởi vì đơn giản rằng ngoài kia trên thị trường toàn những thằng nói mồm và dùng mõm để bắn tín hiệu, đọc lệnh, phân tích xu hướng, dùng trading view để vẽ vời. Nhưng thực tế thì sao? Tuyệt nhiên không dám chứng minh giao dịch thực tế sâu full toàn bộ lịch sử giao dịch của bản thân chúng trên thị trường. Vậy thì làm sao bản thân nhà đầu tư ra ngoài có thể giao dịch áp dụng vào trong thực tế trên thị trường? Đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý. Cả một chặng đường dài, cả một con đường mà bản thân các bạn tham gia vào, hãy đi chậm lại để nhìn nhận, hãy đi chậm lại để đánh giá và hiểu được rõ về những giá trị thực tế trên thị trường. Tôi chia sẻ và có minh chứng cụ thể trên thị trường để mọi nhà đầu tư cùng thấy rõ. Và đây là lịch sử giao dịch của bản thân tôi gửi đến nhà đầu tư cùng với cả những anh em học viên trực tiếp theo dõi và đồng hành trong thời gian nhiều năm ở trên thị trường. Không có chuyện là gì nhỉ, trên thị trường giao dịch Forex, sự đồng hành mà không có tạo ra giá trị, đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Và lệnh tôi vẫn tiếp tục nuôi ở đây 161.000, 168.000 đô được nạp vào trong thị trường, đã rút về 160.000 và bây giờ tài khoản vẫn là 600.000. Và nhà đầu tư tự nhìn nhận và đánh giá, tôi chia sẻ cho nhà đầu tư thấy rõ về giá trị thực tế này. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream này. Đó, thấy khét lại không? Quá khét. Chứ đánh đồn farm ăn 600. Thế mà bọn con gái bọn châu ăn khét châu buộc. Hôm nào hai tài khoản trực tiếp ăn 600.000 non phạm đấy. Đấy, với hai cái sự này để lấy ra để mà đưa lên để cho bọn nó xem, bọn nó vào bọn nó tìm.
nôi chưa? Phải in lên không được bỏ nó lại đấy anh thấy đấy. Người ta ăn được người ta mới nuôi được, không ăn được thì lấy mẹ gì ra mà nuôi đấy, đúng không? Anh thấy đấy, em đau đầu mẹ đánh người ta trợn hết cả mắt, đau hết cả đầu, mẹ là điên hùng nhỉ. Thì anh thấy thị trường cứ chạy lúc nào là có mặt em lúc đó. Có ngủ ngày mẹ đâu. Đòi đâu ra mà đòi mà. Đặt lệnh đi ngủ. 9 giờ sáng đi ngủ. 9 giờ đâu, 9 giờ tối đi ngủ. 9 giờ sáng dậy xong rồi thế là trở thành chuyên gia sự bố bỏ đi. Dễ thế thì bật nhạc lên cho mẹ châu bò cho nghe, nó cũng có thể nói được tiếng người. Sáu trăm nghìn, 400, 500. Lại từ những ngày tháng còn trẻ nhỉ. Thì đem lại từ ngày này mấy nhỉ. Giờ da này tóc bạc luôn. Vẫn lại. Lại bao giờ đi tầm mà răng rụng hết. Thì lúc này thuê người nói. Thuê người nói, mình viết ra giấy không nhờ người đọc. Nghe cứ lên những cái cảnh báo cho cộng đồng, dần dần đấy mọi người coi, mọi người cũng hiểu hết mà. Thuộc đáng giả thật, sự thật mất lòng, ít người muốn nghe sự thật. Chào anh Hà Nguyễn nha, anh Hà. Anh Hà tuần mới sức khỏe nha. Ôi lấy vợ đi nha. Thực ra phải có vợ nó mới ấy được nhỉ, có vợ có con nó mới thành gia đình, đưa cuộc sống đương đầu bao nhiêu chán nản không người tâm sự. Có thể đi ghé là mấy cây dừa tâm sự mỏng. Anh thấy em ăn cũng có ăn nhiều đâu, ăn chút xíu rồi bây giờ còn sợ mập. Anh Hà anh ấy cười kìa, anh ấy kia. Lấy vợ đi. Trời ơi, có vợ vào rồi nó mới điên được, nó mới chay được. Còn không có vợ là không không có chay nổi đâu. Giải tỏa áp lực. Đấy có cái câu slogan giải giải tỏa áp lực gì nhỉ, xoa dịu xoa tâm hồn đấy. Cái đấy để em sửa lại cái hình để em đưa lên trên room cho ông Hùng ông ấy xem. 50% khối ông đoán giả đoán đúng. Biết để đâu.
Xóa ba nó đi rồi. Đâu. Xóa mất tiêu rồi. Xóa rồi. Lãi mà không cháy, mẹ nghe mẹ phải đái nhỉ. Đúng vậy, đúng là bọn đảo. Sợ lãi không cháy là sao? Chào anh Hứa Huy Hùng nha. Đấy, ông Hùng ấy này. Bán rượu này. Ông Lạng Sơn. Mẫu đơn. Uống rượu mẫu đơn. Cái gì mẫu sơn à? Mẫu sơn. Các ông mới cần ông mới xem quyết mà đợt này em thấy khét càng lúc đi em nó càng lên tay không thấy đợt này em đánh kinh khủng anh theo cuối cùng phải thời gian nó đi từng bước một lần thì có chuyện là năm bữa nửa tháng giống như bọn kia bảy ngày là chuyên gia khi mẹ chuyển ra mất tiền thì mẹ đéo cần thành ngày mẹ rồi đúng không sạc pin cái hết rồi anh em xem tài khoản nhé. Muôn mặt của cuộc sống. Chiếc xe cùng biển từ quý ngũ quý sáu hoặc quý
không biết xe nào là thật, xe nào cũng thật. xe thật thì mới chạy được lên đường, có đúng ngày. Không phải, cái đấy là một xe làm biển thì thật, nhưng mà thì ba chiếc kia là biển giả, chứ đâu phải do nhà nước làm đâu. Cái vớ vẩn để ai mà người ta làm. Đó, anh em xem nha, đó, giao dịch được thì người ta chứng minh được, đó là điều hiển nhiên. Còn không giao dịch được thì lấy cái gì ra để mà gì nhỉ, dẫn chứng, để mà minh chứng vào trong thị trường. Đây là điều mà anh em cần phải lưu ý. Thì tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang gửi đến nhà đầu tư thì mọi nhà đầu tư tự nhìn nhận, đánh giá và suy ngẫm cho những gì mà bản thân các bạn đang trải nghiệm. Có lệnh nuôi xuống được thì mới có giá trị để chia sẻ, không nuôi xuống được thì lấy cái vẹo gì ra để chia sẻ cho cộng đồng. Trên đời này lắm chùi nhỉ anh nhỉ. Anh thấy như em không? Tuổi trẻ của em mẹ phong ba bão táp. Mẹ mang tiếng em con nhà giàu đấy nhá. Em thì có mỗi một cái bê miết rồi cũng hết, làm miết rồi cũng xong, không đi được đường dài ngắn thì đi được đường để đi được đường dài. Em chờ anh. Cảm ơn bạn chuyện đời là thế nhé. Nick hay thế. Chuyện đời phải thế đó. Nick rất là hay. Ra kêu nó bảo tài xế nó không bê thôi. Tài xế nó không bê. Về sau nó thấy em bê mấy tấn rồi bắt đầu nó vào nó bê đi nhé. Đúng là cứ làm dần rồi người ta mới thấy, người ta mới đánh giá được.
À, chào Hải. Lâu lắm rồi không gặp mày. Bữa nào xuống anh chơi nha. Ok. Nó giảm thì nó ăn như thế nào rồi phát oái ra về cái giảm đúng đấy, dầu với cả xăng á chênh lệch nhau biết bao nhiêu mà bây giờ bắt dầu gánh cho xăng. Dáng là làm ăn mà kiếm tiền, bây giờ xăng có giảm thì giá tiêu dùng có giảm đâu, có đúng không? Bốn nghìn thì tăng là phải tăng 6-7 nghìn, giảm đợt trước có giảm có 110 đồng, quá này vừa em nhìn thấy mà giảm 110 đồng em không thèm coi luôn. Nhưng mà mình đổ xăng mình có bao giờ mình nhìn giá đâu, toàn đổ full bình anh thì bây giờ không quan tâm gì xăng dầu, xăng thì còn đi 100.000 một lít thì anh sao mà đi 100.000 một lít cho ông nào hay đi mẹ, lúc đấy em đi xe buýt chảnh chọe làm gì, có đúng không? xe nhà nước em đi ra đường cộng và xe nhà nước về đâu. Chính là đi xe công cộng ok phết đấy. Bây giờ có đường tàu điện đi tàu điện được này.
Dạ chào bạn Hiền. Dạ chào bạn Hải Vũ. Dạ cảm ơn bạn. À, anh em coi tài khoản mình nhé. Đó. À, mình đã rút ra 161.000. Ok. Rồi. Đó, thì bản thân các bạn cần phải nhìn vào trong thực tế, chứ không phải chúng ta nghe bọn chúng phân tích, chém gió, dùng trading view vẽ vời cho đẹp hoặc đặt lệnh chờ mà gọi đó là giao dịch, không có chuyện này nha. Thì đấy, tôi mong muốn là những gì chúng tôi đang chia sẻ truyền tải sẽ cho cộng đồng nhìn nhận cho rõ. Chưa
Chào bạn Trình Quang Huy nha. Dạ. Chào anh em, chúc anh em tuần mới giao dịch thành công nha. Và mình cũng nói rõ cả anh em luôn là tôi không làm IB cho bất kỳ một sàn giao dịch Forex nào. Và tôi cũng không ủy thác Forex, không copy trade. Tôi chia sẻ để cộng đồng nhìn nhận và đánh giá rõ về thực tế trên thị trường và cho nhà đầu tư thấy rõ về những góc khuất ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Và chứng minh cho nhà đầu tư thấy rõ về những kỹ năng giao dịch và những phương pháp vận dụng áp dụng vào trong thực tế để cảnh tỉnh nhà đầu tư. Đây là điều mà nhiều website đào tạo Forex đã làm trong suốt thời gian nhiều năm qua trên thị trường. Vậy nên khi mà nhà tôi giao dịch ở trên thị trường, tôi không thích BIA cho bất kỳ một sàn giao dịch nào. Mọi nhà đầu tư phải nhìn nhận lại vấn đề này nha. Và nhà đầu tư cần phải hiểu rõ.
Thank you.